Tục quay lại với một đầu giải mã, và hôm nay mình về một cái con giải mã đến từ Anh Quốc. Model đây là rột thương hiệu Rotel, model đây là RDD980, còn nguyên thùng nhân bạc. Đây là cái máy, size của nó size 43, rất là phù hợp cho những bạn nào mà thích cái size ngang lớn để chúng ta có thể là để trên những cái kệ âm ly rồi cho nó đẹp. Thì cái con này là nó có rất là nhiều cổng vào, đến 8 cổng vào. Đây là cái con đầu giải mã mà nhiều cổng vào nhất mà mình đã từng thấy. 4 cổng cấp quang, 4 cổng đồng trục nha các bạn. Màu đen. Mặt tiền thì rất là đẹp, có một vết lông mèo nhỏ ở đây. Còn lại rất là đẹp nha. Mình hướng dẫn các bạn xài cổng luôn. Nó thì cổng của nó sẽ 8 cổng vào nhưng mà sẽ có 4 nút chọn. Là 1 2 3 4. 4 nút chọn này thì phía sau nó sẽ 8 cổng vào, là 4 cổng cấp quang và 4 cổng đồng trục. Thì nếu như các bạn xài cấp quang thì chúng ta bấm cái nút input này ở cấp quang, chúng ta xài đồng trục chúng ta bấm ở đồng trục, và phía sau thì chúng ta cứ gắm theo số thứ tự 1 2 3 4 và chúng ta bấm đây. Bây giờ mình quay phía sau các bạn nhìn nha, chứ nó không làm là 8 cái nút input mà làm 4 cái thôi, và chúng ta sẽ chuyển giữa cấp quang và đồng trục như vậy. Các bạn thấy không, một này cũng cấp quang đồng trục này, hai cũng có cấp quang đồng trục, ba cũng có cấp đồng trục, để chúng ta chuyển 1, 2, 3, 4 cái đó thôi. Và chúng ta chuyển cấp quang cấp đồng trục ở trên phía trước. 8 cộng vào, quá khủng luôn. Con này thì được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Xuất đi thị trường Mỹ. Điện 120V. Còn rất là đẹp. Và trừ cái vết lông mèo nhỏ ở đây thì còn rất là đẹp. Nhưng mà vết lông mèo đó màu đen nữa nên các bạn ngồi cách đó khoảng 3 tấc là các bạn không thấy đâu. Đây mình quay cách đây khoảng 3 tấc là các bạn không thấy đâu nè. Mình đưa máy quay lại gần thì các bạn mới thấy thôi. Đây giá của nó là 9 triệu rưỡi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test nha các bạn nghe. Đừng quên là bên mình luôn có bán USB và ổ cứng chép sẵn nha. Một USB là 128GB 800.000, một ổ cứng là 1.000GB, giá 2 triệu. Giống như mình chơi nhạc đây, mình cắm USB vào TV, từ TV mình xuất cấp quang xuống đầu giải mã mình chơi. Dành cho những cái đầu giải mã không có chức năng đọc trực tiếp USB như này, chơi rất là hay luôn. Bây giờ test nhạc nha các bạn. Nhiều trái
dâng xuôi về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây.